Đi vào giới thiệu thì em đọc qua một lượt giá cho nó nhanh đã. Nhanh, sau đó giới thiệu chi tiết. Đầu tiên là đôi loa PSB, dòng loa này thì đến từ châu Âu, PSB. PSB mức giá 2 triệu 9. Sang đôi loa màu hai bát trắng này này, đó là đôi loa Yamaha. Yamaha NS10M 2 triệu 9. Sang đến tiếp theo, đó là đôi loa Studio Stun này. Đôi loa này đã có bản test cho các bác rồi. Có bản test bác nào cần em cho bản test cho. Đôi này 3 triệu 9 tất cả trong một. Về các bác chỉ cắm điện thoại, máy tính, laptop vào hoặc tivi vào nghe luôn. Không cần phải công suất điện chạy 220. Đây, đôi đây, 3 triệu 9. Đôi loa lấy lời nữa đó là đôi loa JBL 2 triệu 6. Đôi loa JBL xem nào. Ủa nặng, mẹ dành con mà nặng thật. Đôi loa JBL CM40. Đây, kể cả gài treo cũng được. Con này nặng lắm, bé tí mà nặng thật. 2 triệu 6. Con này các bác có thể lấy lời thoải mái, 2 triệu 6. Sang đến đây. Thì đối với lại dòng loa toàn giải của Pháp này, âm trần ngày xưa, cái này khoảng 2 năm về trước, 2 3 năm về trước, cái này em bán quanh năm. Nhưng đến giờ này thì báo cáo các bác là hết, còn khoảng độ hơn chục đôi này là hết, không còn nữa. Chịu bó cánh. Những bác nào đã lấy những con âm trần này nghe hay rồi thì cho em mấy comment vào cho các bác cái nốt. Còn trừ hết thôi. Còn khoảng độ 8 hay 10 đôi nữa thôi. Không còn nữa các bác. Bác có muốn lấy nữa thì chỉ có cách là em dỡ âm trần của em, cũng y như vậy. Em dỡ cái loa âm trần của em bán cho bác giờ hết. Còn khoảng chục đôi nữa. Dòng này thì em báo rồi, 800k một chiếc, 800.000 một chiếc. Được chưa? Quá rẻ chưa? 800.000 một chiếc này. Đây một chiếc đây, 800.000. Một đôi 1.6 triệu. Được chưa? Sang đến dòng âm trần nổi tiếng, đó là âm trần của JBL. Đây cũng dòng loa âm trần ạ. Cái dòng này các bác có thể độ xe nhé, độ xe ô tô, nó là loa toàn giải, nghe sáng hay lắm. Sang đến tiếp theo nữa đó là loa âm trần JBL. Dòng này 3 triệu rưỡi một đôi, 3 triệu rưỡi hai chiếc này. Nhanh. Em mở một chiếc ra cho các bác, bắt đầu giới thiệu chi tiết luôn này. Đối với dòng loa JBL này thì các bác nhìn nhá. Con này size đường kính của con này nó khoảng độ 10 15 16 đấy. Bát 10 15 16 đấy. Bát 16 thế nào? 16 hay 18. Bát tầm 18 ấy, 16 đến 18. Dòng này các bác độ vào xe ô tô thì khỏi phải nghĩ rồi. Được chưa? Bát này, tép phía trước. Quá rẻ cho các bác. Nó quá rẻ cho các bác. Rẻ đâu ạ? Nó quá rẻ luôn. Bởi vì tại sao lại nói là rẻ? Những dòng loa JBL này thì báo cáo quý vị là toàn hàng bãi thôi, để toàn hàng bãi về. Bây giờ các bác mua con loa đều nó 2-3 triệu rồi, chứ tôi nói về hàng này bãi nhé, bao nhiêu JBL 3 triệu rưỡi, 3 triệu rưỡi một đôi. Khổ quá, để từ từ em bỏ cái máy ra cho nhân viên nghe cái này. Alo. Cho nghe máy cái đã. Chứ bác thông cảm gợi em chút. Đây em quay vào giới thiệu tiếp cho các bác. Con này thì các bác nhìn kỹ này. Có phân tần hết ở dưới. Phân tần được thiết kế ở mặt dưới, bịt dưới này. Có cả cuộn, không biết cuộn biến thế làm gì đây nhỉ. Đây này. Dạ bác nhầm, em cho các nhìn nữa nhé. Này. Đấy. 7,5W, 15W, 30W, 60W, 70V. Ui cái này thì em bỏ tay này. Các bác này hiểu thì bác sẽ xem hộ em. Ngoài ra thì có nút để tinh chỉnh các chế độ volt viết ở đây này. Đấy. Mà nào biết thì hộ em thì chị em bỏ tay. Chưa? Con này ngoài các bác làm âm trần ra thì các bác có thể độ vào xe hoặc là làm các quán cà phê. Các quán cà phê, sân vườn, được chưa? Loa bao xịn, bao zin hết cho các bác. Mức giá 3 triệu rưỡi một đôi, 3 triệu rưỡi hai chiếc này. Con này cũng giống hệt, không cần giới thiệu nữa. Còn sang đến loa âm trần của Pháp thì báo các bác rồi đấy. 800k một chiếc, được chưa? 800k một chiếc. Con này là phễu hai mồm luôn. Hai mồm. Em nhớ cách đây khoảng 2 hôm có bác gì ở trong Sài Gòn ấy lấy. Đầu tiên bác ấy bảo, ôi bác lấy thử. Về xong phát lại điện lấy luôn. Được chưa? Đây. Gân vải tẩm dầu, màng giấy, hai mồm. Âm trần của Pháp, made in France. Có con đây, nó còn made in France này.
Made in France. Được chưa? Cái biên thế này nó để dùng cho khi ví dụ như mình lắp quá nhiều thì mình cần dùng cái biên thế để nó hỗ trợ để chống suy hao tín hiệu truyền xa. Còn với ở mình đây lắp toàn tầm khoảng độ 5 đến 10 đôi thì không cần thiết. Đấy. Mức giá 800k một chiếc, 1.600.000 một đôi. Chấm một đôi. Em ra sau bảo anh em nó bốc hàng cho. Không anh ấy, em quay bài. Đối với con JBL này thì các bác biết rồi, dòng loa này có thể làm trợ lời cho các bác. Dòng loa làm trợ lời. Đây. Hàng xịn cho các bác luôn. Con này làm trợ lời cực kỳ hay luôn. Hay. Máy em chả biết là nhìn nó gọn gọn. Kích thước chiều cao nó chỉ tầm khoảng 23 đây. 23 hay 23. Nhưng mà nó nặng. Chút luôn. Con đôi này có mức giá 2.600.000. Còn sang đến bên con này. Con này tất cả nó liền công suất nhá. Bát này, màng giấy này, gân cao su. Trên này thiết kế với một con tép đom và hai lỗ thông hơi phía trước. Hai con này giống hệt nhau, chỉ còn nói một con là ra cả hai đây. Hoặc về phía sau, tôi quay tất cả phía sau cho các bác. Nó giống hệt nhau mà, như nhau đây. Bên này như nhau hết. Thì báo cáo các bác là về phía sau này. Thì nó có đường báo Powen điện vào này. Hai là điện có thể dùng được 120V đến 230V. Được chưa? Đấy. Và em đã gạt sang nấc 230V cho các bác rồi. Còn đây là bộ phận tản nhiệt. Khi chạy thì khi chạy cường độ lớn thì nó nóng, ví dụ nóng phân tần trong đấy thì nó sẽ tản nhiệt ra đây là mát. Có đường cấp tín hiệu vào đây, là đường vào đây. Đường cấp tín hiệu vào đây. Đây là đường vào. Đây. Mình về mình cắm cái jack 3.5 vào đây. Sau đó cắm jack AV của điện thoại máy tính vào thẳng đi luôn là chạy, cứ thế là chạy thôi. Còn đây là ba mức chỉnh. Mức volume chính này, mức tune này. Đây các bác chỉnh đây tại đây luôn này. Chỉnh độc lập hết. Lập được chưa? Đấy. Con này có mức giá 3.900.000 hai chiếc. 3.900.000 một đôi. Bác mua một chiếc cũng chạy độc lập được, nhưng đa số bán một đôi không bán một chiếc. Bán một chiếc thì lẻ, một chiếc khó bán lắm. Và những cái dòng này thì các bác có thể làm cà phê sân vườn được này. Nó có vít giá này, lá đỡ treo. Sân vườn được. Sân vườn các bác chỉ cần cấp tín hiệu vào nó chạy. Sân vườn cho nó rẻ. Nghiêm tiếng. Sang đến đôi tiếp tục đó là đôi loa Yamaha model NS10M. Con này đánh mê luôn, cho bác mê luôn đấy. Này, cũng tép đom này. Đấy. Màng thì giấy gân vải tẩm dầu, màng màu trắng rất là sang trọng. Ê căng còn đầy đủ. Ê căng đầy đủ. Đấy. Để một chút em quay sau cho xem. Được chưa? Con này đường kính ngang của thùng là 20, đường kính cao 40, đường kính sâu cả e căng 20. Đấy. Về phía sau đây. Ôi dồi, toàn tiếng Nhật đọc méo cả mồm. Con này NS10M, đọc tiếng Nhật nhanh. Loại Yamaha, hàng đến từ Nhật Bản. Được chưa? Hàng xịn luôn, made in Japan luôn. Tóm lại là đôi loa này đẹp lắm, thùng vách đẹp keng. Mức giá báo cho các bác rồi, 2.900.000. Giá quá bèo. Còn đây là đôi loa đến từ châu Âu. Con này thì bát mềm như bún. Bát mềm như bún. Gân này, gân cao su. Con này là màng, nó gọi là màng gì nhỉ? Lâu lâu quên mất tên. Con này màng chống được nước. Tép đom này. Cái căng đầy đủ ạ. Mức giá cũng 2.900.000. Con này nó còn độ sâu, nó còn sâu hơn con kia, sâu 25 cơ, 23 hay là chiều ngang 22. Chiều cao cũng tầm 38-40 như nhau. Lỗ thông hơi con này phía sau. Đấy. Đây, con PSB này. PSB. Này. PSB 300. Con này con PSB 300. Con này là loa Canada. Nó Canada thì đánh bát thì mạnh rồi. Nó Canada thì phê rồi ạ. Đấy, cũng 2.900.000. Giá đó là giá quá bèo rồi các bác ạ. Bây giờ các bác chỉ cần một đôi loa này ghép với con âm ly tầm 2-3 triệu nó trở lên, đó là tầm 5 triệu 5 triệu, 6 triệu là được bộ nghe hay rồi. Nghe nhạc cứ tình hay rồi. Đấy, mức giá thì đã báo cho các bác rồi. Chỉ cần 5-6 triệu thôi là đã nghe mê mê rồi. Đấy, ngoài ra thì đầu đĩa than lại vừa về chút em quay. Laptop cũng có nhiều, bác đặc cần có nhu cầu thì liên hệ. Laptop cũng có. Laptop em toàn máy tính laptop hàng bãi thôi.
Máy tính laptop hàng bãi. Đấy. Ở đây máy tính laptop đây, nhiều lắm ạ. Rồi về đây. À, dòng Dell này. Dell này, thương hiệu nổi tiếng này. HP này. HP, tất cả đều là máy tính hàng châu Âu các nhá, chỉ có hàng nước hàng bãi hàng châu Âu nó mới có cái cổng kết nối tổng hợp phía sau như này này. Được chưa? Đấy, con này có i5. Ổ SD luôn đấy. Tất cả đây toàn hàng siêu mỏng. Hàng siêu mỏng, hàng VIP luôn, hàng siêu mỏng tất cả. Đây con này HP ổ SD tất. Tất cả kể cả con này đây. Các bạn nhìn những cái cổng kết nối tổng hợp của này. Chỉ có hàng bãi và hàng nước ngoài thì họ mới làm như vậy thôi. Đây, chỉ có con Toshiba này, book như vậy. Tất cả. Các bác cứ để ý xem, máy tính của mình không có kết nối tổng hợp này đâu, không có cổng này đâu. Riêng máy tính sản xuất cho Việt Nam không có. Mức giá thì bác nào cần thì em liên hệ, em báo hẳn, em gửi bản test cho. Bản test hoặc là bản giới thiệu chi tiết từng con. Đấy gọi là nói qua cho các bác biết thôi.